Ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Tuyên 1977, trú xóm Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, và Mông Văn Long 1973, trú xóm Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, về tội mua bán trẻ em. Theo cáo trạng, khoảng tháng 5 năm 2009, do quen biết nhau từ trước nên Tuyên gọi dặn Long khi nào có người muốn đi Trung Quốc thì liên hệ. Long hiểu chuyện và đồng ý. Ba ngày sau, cháu Lương Thị L. 2000, trú xóm Chiêu Lưu, đến nhà chơi với con gái của Long. Biết mẹ cháu nhỏ nhắn đang ở Trung Quốc nên Long gọi, cháu có muốn lịch sự Trung Quốc bắt gặp mẹ không? Tưởng thật nên cô nhỏ nhắn đồng ý. Hai bị cáo tại phiên tòa. Long sau đó gọi cho Tuyên báo đã tìm được người và không quên báo cáo rằng cháu nhỏ nhắn còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, Tuyên vẫn đồng ý. Long hỏi Tuyên chuyện tiền công thì được Tuyên cho biết bán nhiều thì trả nhiều còn ít thì trả ít. Cả hai sau đó thống nhất thời gian, địa điểm bắt gặp nhau để giao cháu L. Đúng hẹn, Long dùng xe máy chở cháu L. Từ nhà đến cầu Khe Tang thuộc xóm Chiêu Lưu, rồi giao cháu nhỏ nhắn cho Tuyên. Tuyên sau đó đã đưa cháu L. bắt xe khách ra tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên lịch sự Trung Quốc. Sau khi lịch sự Trung Quốc, Tuyên liên lạc với một người thiếu nữ tên Ly. Người này sau đó cho Tuyên 25 triệu và hứa khi nào bán xong sẽ cho thêm 10 triệu đồng. Trở về Việt Nam, Tuyên đưa cho Long 20 triệu đồng. Về phía nạn nhân, cô nhỏ nhắn này sau đó được bán cho một người đại trượng phu Trung Quốc làm thê thiếp. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, L. bỏ trốn về nhà anh Cục Văn Thường bố nuôi cháu L. Nghi ngờ con gái nuôi của mình bị Long bán lịch sự xứ người nên anh Thường đã đến cơ quan công an gửi đơn trình báo. Cơ quan điều tra xác định thời điểm cháu Lương Thị L. bị bán mới 8 tuổi 9 tháng 24 ngày. Do vậy, Linh Thị Tuyên và Mông Văn Long bị truy tố về tội mua bán trẻ em. Tại phiên tòa hôm nay, hai bị cáo thừa nhận mọi hành vi tội trạng và tỏ ra hối hận. Hai bị cáo thừa nhận biết việc mua bán người là vi phạm lao lý nhưng vì tiền nên đã bất chấp. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử đã tòa tuyên phạt Linh Thị Tuyên và Mông Văn Long mỗi bị cáo 11 năm tù về tội mua bán trẻ em. Về phần dân sự, buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại số tiền